Phật an trú thiền tọa, tán tháng tịch tỉnh và tri túc. L46 Thiền tọa độc cư Trong đoạn này, một bà La Môn đã kể cho các đệ tử trẻ của mình rằng trong khi lượm củi, họ đã nhìn thấy một vị xuất gia, Đức Phật, đang tĩnh tọa ở một khu rừng rậm gần đó. Do đó, ông đến và nói với Đức Phật bằng thi kệ. Trong rừng trống hoang vắng, rừng sâu nhiều sợ hãi, thần bất động vững vàng, tỳ kheo thiền đẹp thay. Không ca hát nói năng, ẩn sĩ độc cư rừng, với tôi thật kỳ diệu, ngài vui sống trong rừng. Nguyện sinh ba tầng trời, đồng bạn thế giới chủ nên ngài sống trừng hoang khổ hạnh đạt phạm thiên thế tôn nhiều nguyện nhiều yêu thích hằng chấp nhiều giới loại tham bởi trễ vô minh ta bức trễ tất cả không nguyện ta không chấp thấy mọi pháp thanh tịnh ta thành vô thượng giác vô úy thiền tọa này bà la môn n bốn mươi bảy các đệ tử lắng nghe trong đoạn này một du sĩ ngoại đạo phổ hành giả có những đệ tử ồn ào và nói chuyện nhiều tiếp đức phật và lặp lại với ngài những lời đồn đãi rằng trong khi những vị tôn sư khác bị đệ tử chỉ trích mà mất đệ tử, thì các đệ tử của Phật vẫn im lặng lắng nghe. Và thậm chí, nếu họ có trở lại đời sống thế tục, họ vẫn tôn kính Đức Phật vì sự thực hành và ca ngợi những phẩm tánh như tri túc. Rồi Thế Tôn đi đến lâm viên của một du sĩ ngoại đạo, chỗ nuôi chim công. Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludaji đang ngồi cùng với đại chúng du sĩ, đàn lớn tiếng, to tiếng, lớn giọng, bàn luận nhiều chuyện phù phiếm như chuyện vua chúa, chuyện cướp trộm, chuyện đại thần, binh lính, chuyện tai họa, chuyện chiến tranh, chuyện ẩm thực, chuyện y phục, chuyện dương nệm, chuyện tràng hoa, chuyện hương liệu, chuyện thân tộc chuyện xe cộ chuyện làng xóm chuyện thị trấn chuyện thành phố chuyện quốc thổ chuyện phụ nữ chuyện chủng sĩ chuyện phố phường chuyện bên chiến chuyện tổ tiên chuyện tạp thoại chuyện khởi nguyên thế giới khởi nguyên đại dương chuyện có như vậy không như vậy rồi du sĩ Sakuludachi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, liền khuyến cáo chúng của mình. Các bạn hãy yên lặng, chớ ồn ào. Kìa Samun Gotama đang đến. Tôn giả ấy ưa thích yên tĩnh, tán thán yên tĩnh. Nếu thấy đại chúng này yên tĩnh, ông ấy có thể ghé vào đây. Các du sĩ nghe nói thải đều im lặng rồi Thế Tôn đi đến chỗ du sĩ Sakuludaji. Du sĩ Sakuludaji nói với Thế Tôn: Tôn giả mời vào. Xin chào mừng tôn giả. lâu rồi đại đức mới có dịp đến đây. Tôn giả mời ngồi. Đây là chỗ ngồi soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và du sĩ Sakuludaji. Chọn một chỗ ngồi thấp hơn, rồi ngồi xuống một bên. Bây giờ Thế Tôn nói với du sĩ. U Di, các vị nay đã tụ hội ở đây. Đang bàn luận vấn đề gì? Và câu chuyện gì giữa các vị bị gián đoạn? Tôn giả, hãy để sang một bên câu chuyện mà chúng tôi đang ngồi bàn luận ở đây. Thế Tôn có thể nghe chuyện đó sao? Đại Đức, trong những ngày gần đây, nhiều nhóm Sa Môn, Bà La Môn cùng tụ hội và cùng ngồi bàn luận tại luận nghị đường. Vấn đề này được nêu lên. Thật lợi ích thay cho dân chúng Anga và Magadha khi có những vị Sa Môn, Bà La Môn là những vị thượng thủ của hội chúng, thượng thủ của đồ chúng tôn sư của độ chúng. Là vị giáo tổ có danh tiếng của một giáo phái, được quần chúng tôn sùng là thánh, nay đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Nhiều vị thượng thủ các phái được nêu tên trong kinh và nhiều người trong số môn đệ của họ đã chỉ trích họ rồi rời bỏ. Đồng thời, có người nói như sau. Samon Gotama này là thượng thủ của hội chúng, thượng thủ của đồ chúng, tôn sư của đồ chúng, là vị giáo tổ có danh tiếng của một giáo phái được quần chúng tôn sùng là thánh. Vị này được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ và các đệ tử sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa ngài. Có lần khi Sa môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người. Trong đây có một đệ tử của Samun Gotama tăng hắn. Một vị đồng phạm hạnh dùng đầu gối thúc vào người ấy và nói Tôn giả hãy yên lặng, tôn giả chớ có làm ồn. Đức Thế Tôn, tôn sư của chúng ta đang thuyết pháp. Khi Samun Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người, khi ấy không một tiếng tàn hắn không một tiếng ho giữa các đệ tử vì bấy giờ một đại chúng đông đảo đang ngóng trong chờ mong rằng chúng ta hãy ở đây để nghe thế tôn thuyết pháp cũng như có người tại ngã tư đường đang vắt mật ong nguyên chất cũng vậy một đại chúng đông đảo đang trong ngóng chờ mong khi sa môn gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm đệ tử khi ấy không một tiếng tàn hắn không một tiếng ho giữa các đệ tử của ngài vì bấy giờ một đại chúng đông đảo đang ngóng trong chờ mong rằng chúng ta hãy ở đây để nghe thế tôn thuyết pháp các đệ tử ấy sau khi tranh luận với các đồng phạm hạnh bèn từ bỏ học xứ trở về đời sống thế tục những người này vẫn tán thán tôn sư tán thán pháp và tăng họ tự khiển trách mình không khiển trách người khác chính chúng ta không may mắn thiếu phước mặc dầu chúng ta đã xuất gia trong pháp và luật được khéo thuyết như vậy mà không thể sống theo phạm hạnh thuần nhất viên mãn thanh tịnh cho đến trọn đời. Họ trở thành những người giữ vườn chùa hay những ưu bà tắc thọ trì năm giới. Như vậy, Sa môn Kotama được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, sùng kính, sống nương tựa ngài, cung kính, tôn trọng ngài. Này Udaji, ông thấy nơi ta có bao nhiêu phẩm tính mà do các phẩm tính này các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ sùng kính và sống nương tựa ta cung kính tôn trọng ta thưa đại đức tôi thấy nơi thế tôn có năm phẩm tính do năm phẩm tính này mà các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ sùng kính và các đệ tử sống nương tựa ngài cung kính tôn trọng ngài năm đức tính ấy là gì thưa đại đức ngài ăn ít và tán thán hạnh ăn ít đây là phẩm tính thứ nhất tôi thấy nơi thế tôn do phẩm tính này các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ sùng kính và các đệ tử sống nương tựa ngài cung kính tôn trọng ngài thưa đại đức ngài biết đủ với bất cứ loại y nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào thế tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào thế tôn biết đủ với bất cứ tọa ngọa cụ nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ tọa ngọa cụ nào. Thế tôn sống viễn ly và tán thán hạnh sống viễn ly. Thưa Đại Đức, tôi thấy năm phẩm tính này nơi thế tôn. Do năm phẩm tính này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, sùng kính. Và các đệ tử sống nương tựa Ngài, cung kính tôn trọng ngài. NL 48. Một con voi tìm chỗ độc cư phục vụ Phật. Đoạn này kể chuyện khi Đức Phật đi vào rừng sống một mình, sau khi không thể hòa giải một số tỳ kheo tranh chấp nhau ở Kosambi, ngài được con voi được cũng tìm chỗ độc cư phục vụ trong khi tuần tự chu hành, Thế Tôn đi đến Parilejaka, tạm trú trong khu rừng cây được bảo vệ, hộ từ lâm. Dưới gốc cây Sala xinh đẹp. Khi ấy, Thế Tôn trong khi độc cư nhàn tỉnh ở nơi thanh vắng, ý nghĩ như vậy đã khởi lên. Trước đây, bị quấy rầy bởi các tỳ kheo ở Kosambi ấy là những người gây xung đột, tranh chấp. Ta không được an trú thoải mái, nhưng bây giờ ta một mình, không người thứ hai, ta an trú thoải mái rời xa các tỳ kheo ấy. Bây giờ có con voi chúa to lớn nọ thường xuyên bị quấy rầy bởi những con voi đực và voi cái. Bởi những con voi tơ và voi bé nó còn phải nhai các thứ cỏ đã bị chúng làm đứt ngọn còn chúng nhai các nhánh cây đã được nó bẻ gậy và nó uống các thứ nước đã bị khuấy đục và khi nó vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ sát vào thân khi ấy con voi chúa đã khởi lên ý nghĩ này ta nay thường bị quấy rầy bởi những con voi đực và voi cái hay là ta nên sống một mình rời xa khỏi đàn sau đó con vua chúa đã tách rời khỏi đàn đi đến parile chỗ khu rừng cây được bảo vệ nơi gốc cây xa la xinh đẹp kề cận đức thế tôn đến đó nó đã dùng vòi phục vụ đức thế tôn nước uống nước rửa và dọn dẹp cây cỏ khi ấy con vua chúa khởi lên ý nghĩ này Trước đây, ta thường bị quấy rầy bởi những con voi đực và voi cái. Nhưng giờ, ta một mình, không kẻ thứ hai, ta sống thoải mái. Thân bệnh của Đức Phật và tâm từ chăm sóc người bệnh L49 Mệt mỏi và nằm nghỉ do lưng đau Những bài kinh có nội dung về những điểm trước con người nơi Đức Phật rồi thế tôn khoác y cầm bát cùng với tỳ kheo tăng đi đến hội trường đến nơi thế tôn rửa chân bước vào hội trường ngồi xuống giữa cột giữa mặt hướng về phía đông chúng tỳ kheo tăng rửa chân bước vào hội trường ngồi dựa tường phía tây mặt hướng về phía đông thế tôn ngồi phía trước mặt những người Sakya ở Kapilavatthu rửa chân. Bước vào hội trường, ngồi xuống giữa tường phía đông, mặt hướng về phía tây. Thế Tôn ngồi trước mặt. Bây giờ Thế Tôn khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ những người Sakya ở Kapilavatthu cho đến quá nửa đêm rồi thế tôn nói với tôn giả ananda ananda hãy giảng cho những vị sakya ở kapilavatthu thực hành của hàng hữu học ta đau lưng ta sẽ nằm nghỉ kính phân bạch đại đức tôn giả ananda phân đáp rồi thế tôn trải đại y gấp lại làm bốn. Nằm xuống phía hông bên hữu, như dáng nằm con sư tử, chân chồng lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với ý tưởng thức dậy. L50 Xin nước nóng Lúc bấy giờ Thế Tôn bị bệnh phong và Tôn giả Upavana là thị giả. Thế Tôn gọi tôn giả Upavana như vậy. Đến đây, Upavana, hãy kiếm cho ta nước nóng. Kính phân, bạch đại đức. Tôn giả Upavana phân đáp. Rồi tôn giả Upavana khoác y, cầm y bát, đi đến trú xứ của bà La Môn Devahita, đứng im lặng một bên bà la môn devahita thấy tôn giả upavana đứng im lặng một bên bèn nói lên bài kệ với tôn giả tôn giả đứng im lặng đầu trọc choàng đại y ông muốn gì cầu gì ông đến để xin gì a à la hán trong đời đức thiện thể bệnh phong nếu ông có nước nóng cúng dường đức mâu ni cúng dường vì đáng cúng, kính lễ vì đáng kính, tôn kính vì tôn quý, vì Ngài tôi xin nước. Bà La Môn Devahita liền bảo một người gánh một cánh nước nóng và dâng một túi đường mật cho tôn giả Upavana. Tôn giả Upavana trở về chỗ Thế Tôn, dùng nước nóng tắm cho Thế Tôn, dùng đường mật Pha với nước nóng dần lên Thế Tôn dùng Thế Tôn khỏi bệnh phong L51 Nhịn đau cho thương tích và ngủ Một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha Trong vườn nai kuchi Lúc bấy giờ chân Thế Tôn bị thương bởi một mảnh đá Thế tôn cảm thọ toàn thân đau nhức kịch liệt, không dễ chịu. Nhưng Thế tôn nhẫn chịu, chánh niệm, chánh tri, tâm không phiền muộn. Rồi Thế tôn gấp y tăng già lê làm tư, nằm xuống phía không bên hữu như dáng nằm con sư tử, chân chọc lên nhau, chánh niệm, chánh tri. Lúc bấy giờ. Thiên Ma ba tuần đi đến chỗ Thế Tôn và nói bài kệ này. Ông nằm đó ngay dài, hay sai xưa làm thơ, hay quá nhiều mục đích mà chưa được thành tựu. Nằm một mình cô độc, ở chốn cô tịch này, vì sao mặt ngái ngủ? Phải chăng ông đang ngủ? Ta không nằm ngay dài, hay sai xưa làm thơ, mục đích ta đã đạt, đã dứt hết ưu sầu, nằm một mình cô độc ở chốn cô tịch này, tâm từ thương chúng sanh. Dù kẻ ngực bị tên, hỗn hển nhưng vẫn ngủ, sao ta lại không ngủ khi tên đã nhổ ra? Ta thức không âu lo, ta ngủ chẳng sợ hãi ngày đêm không quấy ta ta không thấy suy giảm ở đâu trong đời này do vậy ta yên giấc thương tưởng khắp mọi loài thế rồi ma vương liền biến mất khỏi chỗ ấy nl năm mươi hai đọc bảy giác chi lành bệnh trong đoạn này đức phật khỏi bệnh bằng cách cho tụng bảy giác chi ca trong hai bài kinh trước đó chính Đức Phật cũng đã đọc bảy giác chi này cho Đại Ca Chiếp và Đại Mục Kiền Liên nhờ vậy các ngài khỏi bệnh một thời Thế Tôn trú tại Phương Xá Rajagaha, chỗ nuôi sóc trong rừng trúc Veluvana lúc bấy giờ Thế Tôn bệnh nặng đau nhức tôn giả maha đi đến chỗ thế tôn đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên thế tôn nói với tôn giả maha hãy thuyết giác chi này chunda có bảy giác chi này đại đức được thế tôn thiện xảo truyền đạt khi được tu tập tu tập nhiều sẽ dẫn đến thắng trí giác ngộ niết bàn bảy giác chi này gồm những gì Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tình tấn giác chi, khỉ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thật vậy, này Chunda, đó là giác chi. Thật vậy, này Chunda, đó là giác chi. Tôn giả Maha Chunda đã thuyết, bậc đạo sư chấp nhận, và thế tôn thoát khỏi bệnh ấy theo cách như vậy thế tôn đoạn tận được bệnh của mình nl53 chăm sóc tỳ kheo bệnh đoạn này cho thấy tâm từ thực tế của đức phật chăm sóc một tỳ kheo bị bệnh và bảo các tỳ kheo nên chăm sóc bạn đồng tu bị bệnh như chăm sóc người trong gia đình vào lúc bấy giờ có một tỳ kheo bị bệnh kiết lì vị ấy nằm chìm ngập trong phân và nước tiểu của mình khi ấy đức thế tôn cùng với thị giả là tôn giả a nan theo sau đi xem xét từ phòng này sang phòng khác lần lượt đến chỗ tỳ kheo bệnh nhìn thấy tỳ kheo nằm ngập trong đống phân và nước tiểu của mình thấy vậy thế tôn bèn đi đến gần và nói tỳ kheo ông bị bệnh gì bạch đại đức con bị kiết lì tỳ kheo ông có ai chăm sóc không bạch đại đức con không có ai tỳ kheo vì sao các tỳ kheo không chăm sóc ông bạch đại đức con không có làm gì cho các tỳ kheo do đó các tỳ kheo không ai chăm sóc con. Khi ấy, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda, "Ananda, hãy đi kiếm nước mang lại đây, chúng ta sẽ tắm cho tỳ kheo này." Kính vân bạch đại đức. Tôn giả Ananda đáp, rồi mang nước lại. Đức Thế Tôn chồi nước cho vị tỳ kheo, còn Tôn giả Ananda gột rửa cho ông rồi Đức Thế Tôn đỡ phần đầu. Tôn giả Ananda đỡ phần chân, nâng và đặt ông lên giường. Sau đó, Đức Thế Tôn do nhân duyên này tập hợp chúng tỳ kheo lại và hỏi: "Này các tỳ kheo, có phải có tỳ kheo bệnh ở tinh xá đằng kia?" Thưa có, Bạch Thế Tôn. "Này các tỳ kheo, ông ấy bệnh gì?" bạch đại đức vì ấy bị kiết lỵ này các tỳ kheo tỳ kheo ấy có ai chăm sóc không bạch đại đức không có ai này các tỳ kheo vì sao các tỳ kheo không chăm sóc bạch đại đức vì tỳ kheo ấy không làm gì cho các tỳ kheo do đó các tỳ kheo không ai chăm sóc ông này các tỳ kheo, các ngươi không có mẹ, các ngươi không có cha, là những người có thể chăm sóc các ngươi. Nếu các ngươi không chăm sóc lẫn nhau, thì giờ đây ai sẽ chăm sóc các ngươi? Này các tỳ kheo, ai muốn chăm sóc ta, hãy chăm sóc người bệnh. L 54 Giúp đỡ sản phụ đẻ khó Đoạn này thuộc chuyện bà Subhavasa, một phụ nữ có thai đã lâu và đang bị đau đớn trong nhiều ngày. Bà có đức tin rất lớn nơi Đức Phật và khi bà cầu Ngài giúp đỡ, ở cách xa đó, Phật đã dùng thần lực hộ trì khiến bà lâm bồ dễ dàng. Dầu cảm giác đau đớn, nhức nhối kịch liệt và thống khổ, bà vẫn duy trì ba niệm Thế Tôn là vị chánh đẳng giác, Pháp được Thế Tôn thuyết để chức trừ đau khổ như thế này. Tăng, đệ tử của Thế Tôn chân chánh hành trì để chức trừ đau khổ như thế này. Niết bàn là an lạc, nơi đây đau khổ như thế này không tồn tại. Rồi Subhavasa, con gái vua Kolia, gọi chồng của mình anh hãy đi đến chỗ thế tôn sau khi đến cúi đầu đảnh lễ chân ngài thay tôi và hỏi thăm thế tôn ít bệnh ít não khinh an khỏe mạnh an lạc trú và kể cho ngài về tình trạng đau đớn và ba niềm của tôi rồi ông làm theo và thế tôn đáp mong rằng subhavasa con gái vua kolija được an lạc. Mong nàng khỏe mạnh và sanh đứa con khỏe mạnh. Với lời nói này của Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, được an lạc, khỏe mạnh, sanh đứa con trai khỏe mạnh. Khi người chồng trở về với vợ mình, thì thấy điều này đã xảy ra. Ông nói, Thật vi diệu thay, nàng hỡi, thật khi hiểu thai, nàng khởi. Thần lực này, đại uy lực này của Thế Tôn khiến cho Subhavasa có thể với lời nói từ Thế Tôn được an lạc, khỏe mạnh, sanh con trai khỏe mạnh. Điều này làm ông khoan khỉ, phấn khởi, tâm sanh khỉ lạc. Ngủ và ăn L. 55 Đức Phật ngủ thế nào? Các đoạn này tường thuật Đức Phật chánh niệm đi vào giấc ngủ và ngủ yên giấc. Một thời Thế Tôn ngủ tại thành Vương Xá, Rajagaha, chỗ nuôi sóc trong rừng trúc Veluvana. Bấy giờ khi đêm gần tàn, Thế Tôn đi kinh hành ngoài trời quá nửa đêm, rồi rửa chân bước vào tinh xá và nằm xuống phía hông bên phải theo thế nằm của con sư tử chân chồng lên nhau chánh niệm chánh trí tác ý với ý tưởng thức dậy nhưng tôn giả gotama có nhớ là có ngủ ngày không này akhivessana ta nhớ rằng vào cuối tháng hạ sau khi khất thực về thọ thực xong trải y tăng già lê gấp làm bốn và nằm xuống phía không phải chánh niệm ta ngủ yên ngài luôn nghĩ an lạc bà la môn tịch diệt không tham dính các dục thanh lương không hữu y ni ba đi chặt đứt mọi ái chấp dứt ưu khổ trong tim tịch tỉnh ngủ an lạc tâm tư được yên tĩnh. N56 Người xuất gia được nhận thịt vào bát. Đoạn này nói rõ rằng các tỳ kheo và tỳ kheo ni khất thực không nên nhận thịt nếu thấy nghe hay nghi ngờ thịt ấy từ chúng sinh vật bị giết vì mình. Bất cứ ai giết hại đều gây nghiệp dẫn đến quả gì thuộc xấu cho mình. Tuy nhiên, người tu có thể nhận thịt do thiết chủ mua từ chợ. Đối với một phật tử tại gia sát sanh thú vật hay cá để bán là sinh sống tà mạn. Mặc dù nhiều phật tử cũng có ăn thịt cá hàng ngày. Bấy giờ Jivaka, Komara y sĩ kỳ bà đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn. Bạch Đại Đức, con nghe nói như sau. Họ giết hại chúng sanh vì Samun Kotama. Samun Kotama biết mà vẫn dùng các loại thịt từ chúng sinh bị giết vì mình. Bạch Đại Đức, ai nói như vậy? phải chăng là nói điều được nói bởi thế tôn không xuyên tạc thế tôn bởi những điều không đúng sự thật có phải họ trả lời đúng pháp thuận pháp và những ai như pháp thuyết đúng pháp thuận pháp không đáng bị khiển trách này chivaka những ai nói như vậy không phải nói điều được ta nói mà xuyên tạc ta với những điều không đúng sự thật. Này Chivaka, ta nói thịt không được thọ dụng trong ba trường hợp. Khi thấy, nghe và nghi rằng chúng sanh bị giết vì mình. Ta nói thịt không được thọ dụng trong ba trường hợp này. Ta nói trong ba trường hợp, thịt có thể được thọ dụng. Khi không thấy, không nghe và không nghi chúng sanh bị giết vì mình. Ta nói, thịt được thọ dụng trong ba trường hợp này. Bạch Đại Đức, con nghe như sau. Phạm Thiên an trú tâm từ. Bạch Đại Đức, Thế Tôn mà con trực tiếp diệt kiến chứng minh điều đó bởi Thế Tôn an trú tâm từ. Bạch Đại Đức, con nghe như sau. Phạm Thiên An Trú Tâm Xã Bạch Đại Đức Thế Tôn mà con trực tiếp diện kiến chứng minh điều đó bởi Thế Tôn An Trú Tâm Xã Này Chivaka Bất cứ tham sân si nào do bởi đó mà khởi lên sân hận hay bất mãn hay ác ý như lai đều đã đoạn trừ hết thải chặt đứt trễ như thân cây ta la bị chặt khiến không thể sanh khởi trong tương lai nếu như vậy là ý nghĩa ông muốn nói thời ta đồng ý với ông bạch đại đức như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói này chivaka những ai vì như lai hay vì đệ tử như lai mà giết hại sinh vật người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước theo năm trường hợp khi người ấy nói hãy đi và dắt con thú này đến đó là trường hợp thứ nhất người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước khi con thú ấy cảm thọ khổ ưu do bị dắt đi vì bị kéo lôi nơi cổ đây là trường hợp thứ hai người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước khi người ấy nói hãy đi và giết con thú này đây là trường hợp thứ ba người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước khi con thú ấy cảm thọ khổ ưu lúc bị giết đây là trường hợp thứ tư người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước khi người ấy cúng dường như lai hay đệ tử như lai phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước. Những ai vì như lai hay vì đệ tử như lai mà giết hại sinh vật, người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước theo năm trường hợp này. NL 57. Hộ trì Phật pháp bằng tài vật không phải là thiết yếu duy nhất trong đoạn này một thiếu chủ giàu có đệ tử kỳ na giáo sau một cuộc tranh luận đạo lý với phật tuyên bố từ nay cải đạo theo phật đức phật hồi đáp với sự cởi mở và bao dung này siha hãy suy xét chính chắn đây là điều thích đáng đối với người nổi tiếng như ông Bạch Thế Tôn, con thật sự khoan hỷ và phấn khởi với lời nói này của Thế Tôn. Bởi vì nếu các ngoại đạo khác, sau khi thâu nhận con làm đệ tử, họ có thể phát cờ đi khắp cả Vesali, rao rằng tướng quân Siha đã trở thành đệ tử của chúng tôi. Vì vậy, cuối sinh Thế Tôn nhận con là ưu bà tắc, quy y từ nay cho đến trọn đời trong một thời gian dài. Này Siha, gia đình ông là nguồn suối cho những người Nikantha, Chen. Vậy ông nên nghĩ đến chu cấp vật thực cho họ khi họ đến nhà ông. Bạch Thế Tôn, con thực sự rất hoan hỷ và phấn khởi với lời nói này của Thế Tôn. Con đã được nghe Bạch Thế Tôn, Samun Gotama đã nói như vậy chỉ nên bố thí cho ta không nên bố thí cho những người khác chỉ nên bố thí cho các đệ tử của ta không nên bố thí cho các đệ tử của những người khác thế nhưng ở đây thế tôn khuyến khích con bố thí cho những người ni cantha thật vậy bạch thế tôn chúng con sẽ biết thời điểm thích hợp cho việc làm ấy làm thơ và thưởng thơ NL 58. Đáp thi kệ bằng thi kệ. Ở đây, Đức Phật vui vẻ trao đổi các thi kệ với một người chăn bò về hạnh phúc của đời sống tại gia và đời sống xuất gia. Danja, người chăn bò, nói bài kệ này. Cơm chín, sữa đã vắt, tôi sống chung với vợ bên bờ ma khi chòi tranh lửa đã đốt nếu muốn hãy mưa đi thần mưa phật thế tôn nói bài kệ này không sân không ngoan cố tâm sơ cứng một đêm ta trú bờ ma khi lửa tắt chòi rộng mở nếu muốn hãy mưa đi thần mưa Trang già mũi mộng thảy đều không đàn bò nhẫn nhơ bên bờ ao chúng an nhiên dù mưa nếu muốn hãy mưa đi thần mưa Thế Tôn bè đã kết khéo vượt dòng nước lũ qua bờ kia bây giờ không cần bè nếu muốn hãy mưa đi thần mưa. Đàn cha Vợ trung thực không tham Lâu ngày chung sống vừa đẹp ý Nàng không hề ác hành Nếu muốn hãy mưa đi thần mưa Thế tôn Tâm giải thoát không tham Lâu ngày khéo tu, khéo nhiếp phục Trong ta không còn ác pháp không còn được tìm thấy nếu muốn hãy mưa đi thần mưa đàn gia thâu hoạch tự nuôi sống tôi và con sống chung không bệnh con tôi không ác hành nếu muốn hãy mưa đi thần mưa thế tôn không làm thuê cho ai tự chứng ta đi khắp thế gian ta không cần trả công nếu muốn hãy mưa đi thần mưa đà già đây bò cái bò con bò mang thai bò tơ bò đực bò đầu đàn nếu muốn hãy mưa đi thần mưa thế tôn không bò cái bò con không bò chữa bò tơ không bỏ được đầu đạn nếu muốn hãy mưa đi thần mưa đàn gia cột đóng sâu bất đồng dây thần được bền chặt bò con không thể bứt nếu muốn hãy mưa đi thần mưa thế tôn bò chúa bức dây buộc như voi bức cỏ mục ta không còn tái sanh thai mẹ. Nếu muốn, hãy mưa đi thần mưa. Rồi mưa lớn trút xuống, làm đầy tràn đất trũng, làm ngập lụt đất cao. Nghe trời gầm mưa thét, tràn cha độc kệ. Lợi thay cho chúng ta, đây không phải lời nhỏ. Chúng ta được chiêm ngưỡng, vị chánh giác thế tôn Ôi kính lễ pháp nhãn, con xin quy y Phật. Kính lễ đại Mâu ni, ngài là thầy chúng con. Vợ con cùng với con là những người nhu thuận, xin sống đời phạm hạnh dưới chân đức Thiện Thệ, được đến bờ bên kia vượt khỏi sanh già chết. Chúng con sẽ trở thành người diệt tận đau khổ. Ác ma nói, Có con vui với con, Chủ bò vui với con bò, Con người vui hữu y, Upati chấp thủ y, Không hữu y sao vui? Thế Tôn nói, Có con khổ với con, Chủ bò khổ với bò, Người khổ vì hữu y, Không hữu y sao khổ? L59 Thưởng thức thơ Trong đoạn này, Đức Phật tán thán thơ của Tỳ Kheo Văn Ghi đệ tử hạng nhất trong những vị có biện tài nhạy bén. Anguttara Nikaya, một la mã 24, ông thiền xảo trong cảm hứng thơ ứng. Một thời thế tôn ở Savatthi, trong vườn ông Anatha trừng Chita cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo bằng bài pháp liên hệ đến niết bàn, khai thị, khuyến phát, khích lệ làm cho hoan hỷ. Các tỳ kheo chú tâm chú ý, tập trung tất cả tâm tư lắng tai nghe pháp. Bấy giờ, Tôn giả Phan Kisa nghĩ thầm nay Thế Tôn thuyết giảng cho các tỳ kheo, ta hãy đối trước Thế Tôn, sướng lên những bài kệ tán thán thích hợp." Thế rồi, Tôn giả Vangisa rời chỗ ngồi đứng dậy, trật thượng y sang một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch rằng: "Bạch thiện thể, một cảm hứng đến với con. Bạch Thế Tôn, một cảm hứng đến với con." Này Vangisa hãy nói lên cảm hứng ấy. Rồi tôn giả Vang Kisa đối trước Thế Tôn, sướng lên những bài kệ tán thán thích hợp. Hơn ngàn vị tỳ kheo, hầu kính đức thiện thệ, Phật thuyết pháp ly cấu, niết bàn không bố úy. Lắng nghe pháp ly cấu, thuyết bởi Phật chánh giác, chánh giác thật chói sáng, thường thủ chúng tỳ kheo. Thế tôn hiệu Long Tượng, vị đại tiên tối thượng, ngài chỉ đám mây lớn, mưa nhuần chúng đệ tử. Ra đi từ giấc trưa, muốn thấy Đức Tôn Sư, đệ tử Vangisa, đánh lễ đấng đại khùng. Này Vangisa, phải chăng những bài kệ này được nghĩ ra từ trước, hay cảm hứng tại chỗ. Bạch Đại Đức, những bài kệ này của con không phải được nghĩ ra từ trước mà được cảm hứng tại chỗ. Vậy này Vangisa, hãy cảm hứng thêm nhiều kệ nữa, không suy nghĩ từ trước. Kính phân Bạch Thế Tôn. Tôn giả Vangisa phân đáp, rồi tôn giả Vangisa sướng lên những bài kệ tán thán thế tôn những bài kệ không được nghĩ ra từ trước chinh phục tà đạo của ác ma dọn sạch khoan vu rồi bước đi hãy nhìn đấng giải thoát truyền phược chia phần pháp bình đẳng dẫn người vượt thác lũ thuyết thị đạo sai biệt ai thấy pháp trụ vững trong pháp bất tử này đấng thắp sáng quán thấy sư việt mọi trú xứ của thức tái sanh giác tri và tác chứng thuyết tối thượng cho năm vị pháp như vậy khéo thuyết đã biết sao phóng nhật, tinh cần pháp thế tôn hãy thường cung kính học